Minh Đường Tử Vi mến chào các quý cô tuổi quý sửu. Chúc quý cô bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi quý sửu của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và những vận hạn có thể gặp phải. Mong rằng với những thông tin hữu ích, chúng tôi có thể giúp cho quý cô có được cái nhìn tổng quan về vận trình của mình, mời các quý cô cùng theo dõi. Đánh giá chung của tuổi quý sửu, sinh năm 1973 nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Tuổi quý sửu 1973, mệnh tăng đố mộc thường hội tụ những phẩm chất tốt đẹp. Quý cô là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế quý cô còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. So với những mệnh mộc khác thì tăng đố mộc mềm dẻo, biển chuyển, khéo léo vô cùng. Quý cô giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa. Vì thế quý cô thường được sự ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên, tính cách của quý cô tuổi này lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của quý cô tuổi quý sửu mệnh mộc. Trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý cô tuổi quý sửu về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của quý cô trong năm Quý Mão 2023. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi quý sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý cô tuổi quý sửu cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Tổng quan tử vi năm 2023 cho tuổi quý Sửu 1973 nữ mạng. Năm Quý Mão 2023, quý Sửu 1973 nữ mạng là 51 tuổi âm lịch và 50 tuổi dương lịch. Xét về thiên can và địa chi. Tuổi quý Sửu nữ mệnh thuộc mệnh Mộc gặp năm 2023 mệnh Kim Bạch Kim Kim khắc Mộc, Mộc bị hại, không được tốt. Địa chi, Sửu gặp năm Mão, bình thường. Thiên can, Quý gặp năm Quý, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao la hầu, là hung tinh, làm cho bạn dễ bị hao tán về tiền bạc, hay đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Vận hạn, hạn diêm vương, tuy là bạn trong năm có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu có bệnh tật, đau lâu ác sẽ khó qua khỏi, đặc biệt là đàn bà lâm sản nạn có thể sẽ bị vong mạng. Tử vi 1973 nữ mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không? Thái tuế năm 2023 với bạn trong năm không phạm thái tuế. Tam tai năm 2023 với bạn tuổi quý sửu trong năm phạm tam tai năm thứ nhất. Tuổi Kim Lâu năm 2023, phạm Kim Lâu, Kim Lâu tử, bản mệnh không nên kết hôn, cưới hỏi trong năm này. Hạn Hoang ốc năm 2023, trong năm bạn phạm Hoang ốc, lục Hoang ốc bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà trong năm này. Xét về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi quý sửu trong năm quý mão 2023. Bước sang năm 2023, nữ tuổi quý sửu, sinh năm 1973 là 51 tuổi. Do bị nhiều sao hung tinh xuất hiện, cho nên làm cho vận trình trong năm của bạn không mấy khả quan. Bản mệnh tuổi quý sửu nữ, trong năm 2023, nên nhìn nhận thực tế và suy nghĩ để tìm ra những biện pháp đối phó với những khó khăn chắc trở có thể gặp phải. Hãy cố gắng để ổn định nơi làm việc tốt nhất với quý cô tuổi quý sửu nên tập trung vào công việc của mình, thực tế và tận tâm, đồng thời không cần phải đòi hỏi những khía cạnh khác. Và với quý cô tuổi quý sửu trong năm này, cần phải học hỏi nhiều hơn ở những người trẻ tuổi, giao tiếp với họ nhiều hơn, khi gặp những người mới đến với năng lực yếu hơn, bạn cũng phải góp ý và tận tâm giúp đỡ. Điều này giúp cho mối quan hệ giữa các cá nhân tại nơi làm việc trở nên hài hòa hơn, ngoài ra còn có thể được đồng nghiệp và cấp dưới yêu mến, công việc tự nhiên sẽ nhàn hạ và thoải mái hơn. Ở nơi làm việc, công việc của bạn đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn, nếu có thay đổi thêm, thì điều này chỉ gây ra nhiều bất lợi cho bạn. Trong năm 2023 này, vận trình của quý cô tuổi quý sửu cũng sẽ có được vận quý nhân giúp đỡ, nhưng cũng có tiểu nhân quấy phá, điều này làm cho công việc có thành có bại, có dự án thuận lợi, cũng có dự án phải bỏ giờ giữa chừng. Vậy nên, thận trọng trong các mối quan hệ xã giao là tốt hơn cả. Nên tiến hành mọi việc chậm nhưng chắc, chờ vận khí lên, gặp thời mới mong đổi vận. Trong năm 2023, vận khí chưa tốt, công việc cần có kế hoạch cụ thể và làm theo kế hoạch thì mới mong đạt được kết quả. Với quý cô tuổi quý sửu trong năm này, nên thận trọng trong hợp tác, hùn hạp làm ăn, kẻo xảy ra xung đột kiện tụng và mình là người phải chịu nhiều thua thiệt. Tốt nhất là bạn không nên đầu tư hay phát triển những thương vụ lớn và quan trọng trong thời gian này, sẽ gặp nhiều bất lợi. Với quý cô tuổi quý sửu, bản mệnh đang gặp ngũ hành bị khắc và địa chi của tuổi bình hòa, không quá đẹp. Do đó, năng lượng bản mệnh bị tiêu hao tính tình dễ nóng nảy, mất bình tĩnh. Bạn cần cố gắng nhiều hơn thì công việc mới thu được kết quả tốt. Ngoài ra trong năm quý cô tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 cần cố gắng giữ gìn bản mệnh, nhường nhịn trong lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn xảy ra mà mình là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Về phương diện tài lộc trong năm 2023, đối với quý cô tuổi Quý Sửu, Xét về phương diện tài lộc cho thấy, đối với quý cô tuổi quý sửu, sinh năm 1973, thầy tử vi chỉ ra rằng năm 2023 này, quý cô có điểm báo vận trình tài lộc không được tốt cho lắm. Về thu nhập, ở cả hai phương diện chính tài và thứ tài đều không ổn định, so với những năm trước đây, thì thu nhập của quý cô trong năm này sẽ bị giảm mạnh. Về chi phí, ngay cả khi quý cô tuổi này, siêng năng, chăm chỉ và biết tiết kiệm, thì vẫn vướng phải một số khoản phát sinh bất ngờ, bắt buộc cần phải chi tiêu vận trình trong năm 2023, quý cô tuổi quý sửu cần đề phòng kẻ trộm lẻn vào nhà, trộm cắp về tài sản, mất ví khi đi chơi, con cái gây rối bên ngoài, thì cần phải bỏ tiền ra mới giải quyết ổn thỏa. Với quý cô tuổi này nên cảnh giác hơn và cố gắng hết sức để giảm bớt những thiệt hại không đáng có về tiền bạc. Mặc dù trong năm 2023 này, quý cô vẫn có được tài lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, song đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Với bạn vận khí chưa tốt, không nên vội vàng hay cố gắng mạo hiểm đầu tư để tránh thất thoát tiền của không đáng có. Trong năm 2023 này, quý cô tuổi quý sửu nên tìm cách giữ tiền là hơn, đừng hùn hạp nhiều vốn cùng lúc, hành sự cũng nên thận trọng. Ngoài ra, với bạn cũng cần học cách quản lý tài chính, hạn chế việc tiêu xài mua sắm những thứ không cần thiết, đề phòng những rủi ro bất chắc xảy đến, có tiền mới thể xử lý ổn thỏa đặc biệt, trong năm 2023, thầy ra các khuyên các quý cô tuổi quý sửu, hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý cô, từ đó tài lộc kéo đến ẩm ẩm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra các trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý cô tuổi quý sửu sinh năm 1973, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Về phương diện tình cảm gia đạo trong năm 2023 đối với quý cô tuổi quý sửu 1973. Về mặt tình cảm quý cô tuổi quý sửu sinh năm 1973 cho thấy trong vận trình tình cảm của quý cô cũng không được tốt cho lắm. Mặc dù không có khả năng xảy ra xung đột gay gắt về lời nói và thể xác giữa vợ và chồng, nhưng rất ít giao tiếp với nhau và bầu không khí ở nhà luôn buồn tẻ. Sống trong môi trường như vậy lâu ngày cả hai sẽ đau khổ về nội tâm, chồng của quý cô tuổi quý sửu có thể lừa dối bạn. Nếu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, quý cô tuổi quý sửu phải cố gắng sửa đổi và cả hai đều cần phải hạ thấp cái tôi của mình xuống để không khí gia đình thoải mái hơn. Lời khuyên của chuyên gia phong thủy dành cho quý cô là, dù bạn còn độc thân hay đã có chồng, bạn có thể sử dụng vận phẩm phong thủy để trên đầu giường như linh vật tình cảm của năm nay, những người độc thân có thể nâng cao sự quyến rũ với người mình thích để giúp thoát khỏi cảnh độc thân càng sớm càng tốt, trong khi đối tượng và người đã kết hôn có thể ổn định mối quan hệ hôn nhân và tình yêu về phương diện sức khỏe trong năm 2023, của quý cô tuổi quý sửu 1973. Về phương diện sức khỏe, quý cô tuổi quý sửu sinh năm 1973 có điểm báo vận trình năm quý mão này, sẽ hay ốm đau, gặp họa huyết quang, thậm chí là đổ máu. Nếu như bạn đang có bệnh cũ rất dễ tái phát, phải đến bệnh viện tái khám thường xuyên, nhất định phải làm theo lời bác sĩ, cẩn thận kẻo bệnh cũ tái phát bệnh càng thêm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trong cuộc sống hàng ngày nên duy trì chế độ làm việc nghỉ ngơi điều độ lành mạnh không nên ăn nhiều đồ ăn có nhiều dầu mỡ đồ chiên xào rán kẹo béo phì quá mức sẽ dẫn đến các bệnh tật khác nhau với quý cô tuổi quý sửu trong thời điểm này cũng không nên đi du lịch nước ngoài và cũng nên đề phòng tai nạn đổ máu trong thời gian rảnh hãy cố gắng di chuyển quanh nhà và đừng đi quá xa Đối với quý cô cần đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không được tùy tiện vi phạm luật lệ giao thông, thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ khi làm những công việc nặng, hạn chế đến những nơi có âm khí nặng, những nơi nguy hiểm để tránh gặp họa vào thân. Tử vi quý sửu nữ mạng, theo thiên can và địa chi. Theo thiên can, thiên can tuổi 1973 quý gặp năm quý, bình hòa, vận trình của bạn trong năm cũng có được sự giúp đỡ của nhiều người trong các công việc hay tiền bạc nếu như với bạn có thay đổi về công việc tuy nhiên sự thay đổi này sẽ không được kết quả tốt như ý theo địa chi địa chi của tuổi là sửu gặp năm 2023 chi mão là bình hòa vận trình của bạn trong năm này làm ăn không có những thay đổi nhiều tiền bạc không có dư giả mà chỉ đủ cho tiêu pha theo tứ trụ thiên thuận địa tam tai năm 2023 là một năm có thể gặp nhiều trở ngại hay vất vả với quý cô tuổi quý sửu tuy nhiên được sự giúp đỡ của quý nhân nên mọi việc ở mức tạm ổn tình cảm gia đình thì có những chuyển biến không được tốt, hoặc có chuyện buồn phiền đưa tới. Theo ngũ hành bản mệnh, mạng mộc của tuổi, gặp năm 2023 hành kim, tương khắc, xấu, bạn nên cẩn thận nhiều bệnh tật, công việc vất vả trở ngại, kinh doanh chủ về thua lỗ. Mối quan hệ anh em họ hàng có sự lục đục. Trong năm quý mão 2023 này, quý cô tuổi quý sửu cần đặc biệt chú ý tới hạn diêm vương và sao la hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn diêm vương đối với quý cô tuổi quý sửu. Hàn diêm vương theo những tài liệu của xưa để lại thì hạn diêm vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát diêm vương rất kỳ đàn bà rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn diêm vương tốt hay xấu theo đó hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương và biển hiện của hạn diêm vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh tuy nhiên bàn về hạn diêm vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi có duyên với của cải bạc tiền hội tụ rất mạnh những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng như vậy hạn diêm vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng khi gặp hạn diêm vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu nếu không chú ý điều trị giữ gìn có thể vong mạng về chầu diêm vương ngao du tiên cảnh đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn hành thông tài lộc của cải dồi dào sung túc So sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn, một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn, nhiều tuổi cửu diệu đại cát nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại, mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách. Đối với hạn Diêm Vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này. Đối với nữ giới, khi gặp hạn Diêm Vương cũng là năm gặp sao Thái Bạch nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc. Qua quá trình so sánh như vậy ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng nghiệm lý, nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn diêm vương đối với quý cô tuổi quý sửu trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn diêm vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý. Nên nghỉ những công việc ngoài xã hội, không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông. Nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế không nên ăn uống tùy tiện đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu thực phẩm có độc tố không nên đi viếng tang lại gần tử thi thứ hai cách giải hạn diêm vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám điều trị và có những biện pháp ăn kiêng điều dưỡng tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình đặc biệt không nên chủ quan lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật e là sẽ có biến nguy hiểm đây cũng là một cách giải hạn diêm vương rất được xem trọng thứ ba trong những nghiên cứu về cách giải hạn diêm vương đối với những người khỏe mạnh bình thường nên giữ gìn sức khỏe tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc của cải theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế thương mại công danh sự nghiệp có thể gặp thành quả rất đáng tự hào thứ tư đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn diêm vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh đạo đức và làm nhiều việc thiện việc tốt tích thêm phúc đức như vậy, hạn diêm vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt, vừa xấu. Xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới, thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất chắc, rất dễ xảy ra. Tử vi tuổi quý sửu nữ mạng trong năm 2023, bị sao la hầu chiếu mạng. Sự tác động của sao La Hầu đối với quý cô tuổi quý sửu trong năm 2023. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mồng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mồng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Tử Từ vi từng tháng âm lịch trong năm quý mão 2023, đối với quý cô tuổi quý sửu. Vận trình của quý cô tuổi Quý Sửu tháng 1 âm lịch năm 2023. Tháng này, vận trình trong tháng này đối với quý cô tuổi Quý Sửu có phần hơi căng thẳng và tài lộc tiền bạc tiêu xài hoang phí, nhiều khoản bắt buộc phải chi bất ngờ và không thể tránh khỏi. Bạn phải học cách phát triển các kênh kiếm tiền và bạn phải tiết kiệm và siêng năng. Tuy nhiên, về vận trình tình cảm trong tháng này lại được tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, gia đạo êm ấm, con cái ngoan ngoãn, tất cả những điều này sẽ khiến cho quý cô tuổi Quý Sửu cảm thấy hài lòng vận trình của quý cô tuổi quý sửu tháng 2 âm lịch năm 2023. Đối với quý cô tuổi quý sửu bước sang tháng 2 này, có vận trình sự nghiệp khá tốt trong tháng, đây là khoảng thời gian tốt để cho bạn phát huy năng lực của mình. Công việc trong tháng sẽ có nhiều chuyển biến tốt, tháng này bạn đón nhiều tin vui liên quan đến công việc, tài lộc cũng được tăng tiến, làm ăn thuận lợi, thông qua một số dự án xuất sắc có thể được xếp đánh giá cao và đồng nghiệp ghi nhận, điều này rất đáng mong đợi. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe tháng này không tốt cho lắm, áp lực tinh thần rất lớn, nên điều chỉnh kịp thời. Vận trình của quý cô tuổi Quý Sửu vào tháng 3 âm lịch năm 2023. Tháng này, đối với quý cô tuổi Quý Sửu cho thấy về phương diện tình cảm của bạn có những dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt đối với những người đang còn độc thân, được người thân, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh sẽ giúp đỡ tương hợp. Nhưng chuyện tình cảm nên thuận theo tự nhiên, nếu còn độc thân ý muốn chọn bạn đời cho mình thì nên hạ bớt tiêu chuẩn của mình xuống, bạn không nên chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài. Tuy nhiên, những người đã kết hôn trong tháng này dễ bị thế giới bên ngoài cám dỗ, dễ rơi vào bẫy đào hoa, cuộc sống gia đình ổn định sẽ bị đe dọa. Vận trình của quý cô tuổi Quý Sửu tháng 4 âm lịch năm 2023. Đây là khoảng thời gian tốt cho quý cô tuổi Quý Sửu có cơ hội phát huy năng lực của mình. Công việc ổn định, bạn cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình. Về tình cảm, gia đình có sự thuận hòa, bạn nhận được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè Tiền bạc tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít. Công việc đã đi vào ổn định, nên có sự tập trung để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về máu huyết, đường ruột, dạ dày. Vận trình của quý cô tuổi quý sửu vào tháng 5 âm lịch năm 2023 với quý cô tuổi quý sửu trong tháng này công việc không tốt cho lắm, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền phức, nhất là đối với dân văn phòng muốn chứng minh năng lực của mình thì khả năng thất bại là rất cao. Trong tháng đặc biệt chú ý đề phòng họa tiểu nhân, liên quan đến giấy tờ, kiện tụng, tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Điều này ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, danh tiếng của bạn. Nhưng tháng này những người đã kết hôn thì tình cảm khá tốt, vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình tốt đẹp. Vận trình của quý cô tuổi Quý Sửu tháng 6 âm lịch năm 2023. Bước sang tháng 6 âm lịch, đây là tháng Đinh Mùi, tháng xung của bồn mạng tài lộc quý cô tuổi Quý Sửu tuột dốc không phanh. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh Kiếm Phong, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng do thói xa hoa của mình. Đặc biệt trong vận thiên tài khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có, bạn sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, quý cô tuổi quý sửu cần quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng 6, không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Đồng thời bạn nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Ngoài ra, tháng này bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho người lớn tuổi ở nhà, kịp thời chú ý đến những thay đổi về thể chất lẫn tinh thần của họ, có điều gì không ổn phải đưa đến bệnh viện khám kịp thời. Vận trình của quý cô tuổi quý sửu tháng 7 âm lịch năm 2023. Quý cô tuổi quý sửu bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn nên công việc của bạn sẽ bị chững lại, không nên tin người thái quá, không nên đầu tư phi vụ lớn hay có tính mạo hiểm để tránh tình trạng mất tiền hao của không đáng có, trong tháng cũng gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ, bạn sẽ phải chịu một số đau đớn về thể xác trong tháng này, khi nấu nướng cẩn thận với những vật sắc nhọn như dao, kéo kẻo bị đứt tay hoặc bỏng tay. Thận trọng khi đi đường, hạn chế đến những nơi nguy hiểm, những người làm nghề nguy hiểm nên thực hiện bảo hộ lao động đầy đủ để đảm bảo an toàn tính mạng nhưng tháng này về phần gia đình cơ bản yên ổn, vui vẻ. Vận trình của quý cô tuổi quý sửu tháng 8 âm lịch năm 2023. Công việc thu được những kết quả nhất định, có tin vui trong gia đạo. Đi xa có quý nhân giúp đỡ, về mặt sự nghiệp tương đối ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi, tuy không có gì cải thiện lớn nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định. Nếu có thể giữ phong độ tốt, trong tương lai bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Vận trình của quý cô tuổi quý sửu tháng 9 âm lịch năm 2023. Tháng này là tháng xung với tuổi của bổn mạng, bản mệnh cẩn thận cần đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường công danh sự nghiệp của mình. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho dạn nứt. Bởi vậy, bạn cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân, tuổi quý sửu cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Vận trình của quý cô tuổi quý sửu tháng 10 âm lịch năm 2023 Bước sang tháng 10 âm lịch này cho thấy tiền tài ổn định, tài chính gia đình đầy đủ, không tốt cũng không xấu, bạn không cần phải lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Những người kinh doanh buôn bán có được nguồn thu đều đều, những người làm công ăn lương công việc ổn định, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ. Tuy nhiên do áp lực công việc và thời tiết thay đổi có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, do đó bản mệnh cần chú ý và quan tâm bản thân hơn. Vận trình của quý cô tuổi Quý Sửu tháng 11 âm lịch năm 2023. Trong tháng này quý cô tuổi Quý Sửu lại có điểm báo công việc có thể thay đổi một cách bất ngờ cần chuẩn bị tinh thần và các phương pháp tốt để ứng phó, khi gặp khó khăn bạn cũng nên đề nghị có người giúp đỡ, hay là tham khảo những người có kinh nghiệm để xử lý công việc sao cho đạt hiệu quả, chớ nên ôm đồm quá nhiều việc vào người, kẻo lại không hoàn thành được nhiệm vụ, cấp trên khiển trách ảnh hưởng tới bản thân. Vận trình của quý cô tuổi quý sửu, tháng 12 âm lịch năm 2023. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này. Đồng thời cũng có nhiều công việc cần phải hoàn thành. Do đó, quý cô tuổi quý sửu tránh nóng vội, nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Bạn cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, tránh lao lực, lại ốm bệnh, ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, cũng như là các nguồn thu tài lộc cuối năm. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi quý sửu nữ mạng, trong năm quý mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc bạn năm mới an khang, thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại